Mình học 5 buổi rồi ha. Thì trong cái 5 buổi đó thì mọi sự thì nó cũng có thay đổi nhiều. Rồi cũng có nhiều cái mà mình cũng chưa thấy thỏa lòng lắm. Thì hôm nay mọi người có cái gì thắc mắc thì tôi sẽ trả lời. Cho mọi người yên tâm, cái gì được cái gì không được ha. Rồi xin mời bắt đầu. Em học 5 buổi rồi mà. Khi mà mình ngồi vô trong máy may hoặc là những thiêu đang rồi này nọ thì nó ngồi chừng 5 phút là bắt đầu đầu nó căng lên, nó làm nhức đầu trước sau, rồi nó làm giảm mờ mắt mà kéo dài vậy là bỏ không có làm nữa, rồi lại đi làm cái thao tác của học á để bơm máu lên đầu á mà nó không giảm. Rồi cái đó bị bao lâu rồi? Dạ cái cách mà đau đầu như vậy là khoảng 3 tháng rồi. 3 tháng rồi. Thì ban đầu nó bị sao? Ban đầu cái lúc đầu nó bị sao? Lúc đầu thì ví dụ như mình bình thường là mình để chuẩn bị để vô bàn mình làm. Trước khi vô làm là bắt đầu nó căng từ từ nó lên, là nó đau nhíu trước nhíu sau là không cách nào làm được, vẫn ráng làm để lúc làm là vẫn xoa bớt đồ này nọ để cho cô ấy giảm không. Rồi huyết áp của chị là cao hay thấp? Ừ, vẫn 140. Rồi đi có đi bác sĩ chưa? Dạ không đi thầy. Cứ để nhà thôi. Dạ. Chị làm nghề gì? May đan. May đan, chị đứng dậy đi. Đi ngồi xuống. Chị này á là chị bị tắc cái động mạch chảnh thải này. Về nguyên tắc á là chị này phải đi vô bệnh viện, vô cái nhờ bác sĩ á, giúp làm cho siêu âm mạch máu động mạch chảnh. Bởi vì á, cái động mạch chảnh thường thường á mà bị tắc á, mà ở cái tuổi này á là do sơ vữa cái động mạch chảnh nó làm tắc đi. Thì chị này chị nói gì mới bị 3 tháng chứ không đúng. Chị này bị nhiều năm rồi. Nhưng mà những cái năm mà chị bị chị không để ý. Mà nó bị nặng nhiều nhất là trong 3 tháng gần đây. Dạ. Đó. Thành ra là khi bị cái động mạch chảnh mà bên phải mà nó tắc á. Thì thứ nhất á là chị này á là chị đi đâu hoặc là bình thường là chỉ hay ngủ thì thiếu máu rồi đầu nó nặng, rồi đồng thời là cái động mạch cảnh này nó nuôi cái bên phải là nó nuôi lên cái bán cầu não phải, thì cái bán cầu não phải mình là cái chỗ mà gọi là trung tâm của màu sắc, cho nên nó nhiều khi chị này chỉ cảm giác mù màu luôn. Mù màu tức là nhìn về màu sắc nó bị nhòa đi. Răng mắt cái gì bị là do cái nhìn cái màu chứ không phải là do cái con mắt, là tại vì nó ảnh hưởng cái bán cầu não bên phải, hiểu chưa? Dạ, cho em ý kiến nữa, trong quá trình nó đau á là ngay cái huyệt bách hội á nó làm như là mình nghi sủng một phần, là nghi sủng cái dạng như thì cái đó là cảm giác của mình thôi, bằng cái chén vậy á. Mà độ sâu nó khoảng 5 ly. Đó. Mà khi hết đau lại cái rườn ngay chỗ đó lại thì nó không có nữa. Thì đó là cái cảm giác thôi, thấy không? Thành ra là bây giờ là ở trong một cái thời gian quá ngắn vậy thì mình giải quyết chưa có được đâu. Nhưng mà mình nếu mà mình bơm máu lên đầy đủ đàng hoàng á thì nó chỉ tạm ổn trong giây lát cho nó bị lại. Do đó là cái lời khuyên của tôi á, ngoài cái việc mà bơm máu hàng ngày thì chị phải làm cái động tác, tức là một ngày chị phải chườm gan ít nhất là 2 lần. Và khi mà chườm gan xong á thì mình phải dùng tới cái khăn mà gọi là khăn đa năng á, thì trong lúc mà mình vừa chườm gan mình vừa dùng cái khăn đa năng á là mình đặt lên cái động mạch cảnh vậy nè, mọi người thấy không,
ha, để chi biết không? Để cho nó giúp cho cái động mạch cảnh của mình đó, nó hoạt động lại. Tất nhiên là với một cái động mạch cảnh bên phải mà bị tắc như vậy á, là chỉ phải ít nhất là trong vòng 5 tháng mới thấy kết quả. Tôi nói trước để cho mọi người đừng có tưởng rằng là mình làm gì cái là phải kết quả liền. Và sau 5 tháng á, là chị này sẽ phục hồi từ từ ha. Chị thấy cái đầu bớt nặng hơn, rồi chị bắt đầu ngủ được, rồi chị bắt đầu nhớ cái này nhớ cái kia, chứ mọi lần nhớ nữa ha. Rồi là ít nhất là để cho giải quyết được cái động mạch cảnh của chị á, thì chị sẽ mất 3 đến 4 năm để cho nó có cái kết quả trọn vẹn. Cho nên á, là chị may mắn là chị đến đây giờ là tốt rồi. Và chị chịu khó làm những cái lời tôi nói tối hoặc là trưa lúc nào rảnh chị trồng gan và đưa trường cái động mạch cảnh của mình thì nó sẽ phục hồi từ từ. Nghe chị thấy là gương mặt của chị là cơ thể cũng là nó máu huyết không có lưu thông, ra chị bị tái xanh như vậy ra không sao đâu. Bây giờ mình có cái này rồi thì muốn cứu sống lấy mình là phải tự cứu đấy, tức là phải chịu khó, được chưa? Rồi xin mời tiếp. Bình thường đá này thường xuyên nó có gây tắc đường phụ gì không ạ? Thông thường á là khi mà bình thường có hay không là tác dụng phụ từ ban đầu á là thí dụ như mình trường cái bị nám thì ở đây mình sau này mình đã chế cái loại dầu rồi và mình xoa lên nó thì mình trường bây giờ không bị nám nữa và nó lại còn có cái tác dụng làm thẩm thấu cái hơi nóng tốt hơn. Cái thứ hai nữa đó là khi mà mình trường đá đó thì mình nhớ một cái điều cực kỳ quan trọng là mình phải uống nước nhiều chút. Bởi vì khi mình uống nước vậy á, nó sẽ giúp cho cái trong cái cơ thể mình nó đủ nước. Vì khi mà cái hơi nóng của đá đó mà khi vào gan thì thường thường mình hay bị toát mồ hôi. Và khi mình toát mồ hôi á, thì nó mới có hiệu quả. Mà khi có hiệu quả thì nó làm cho cái người mình khô đi. Thật ra mình phải chịu khó uống nước nhiều chút xíu để bù lại cái phần đó, cái phần nước mà bị mất ha, thì sẽ tốt hơn. Và một cái nữa là con nít mà nhỏ quá thì không được dùng, đó là chai cấm chỉ định. Hoặc là phụ nữ đang có thai thì không được dùng, nhưng mà sinh xong là dùng được liền. Người bị men gan cao đó có nên dùng không? Nếu như mà bị men gan cao á, thì mình nên chùm cùng một lúc vừa gan và vừa thận thì men gan nó mới hạ xuống. Nhưng mà nhiều khi á, mình không biết, mình chỉ chùm gan không thì men gan lại tăng lên. Nhớ nha, tức là cùng một lúc vừa trồng gan vừa trồng thận thì men gan hạ xuống liền. Còn mỡ máu cao thôi, mỡ máu cao thì chỉ cần trồng gan là ok rồi. Yeah. Còn chỉ trồng ở đó là không phải trồng gan. Yeah. Chỉ trồng phải lên tới trên lên. Đó nó tụt kỳ đó, nó phải nằm ở trên cái vùng trên xương sườn thì mới đúng. Chứ chồm chút xíu mà chồm cút kia đây. Ok. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi. Rồi. Có cái cánh tay bên nào bị tê? Bên tay trái. Ok. Rồi mọi người yên lặng. Cái chị này á, thì mọi người nghe chị nói rồi đó. Rồi tôi mới hỏi, vậy chứ có tay bánh Canada nào? Chị nói bánh tay tay. Thì như vậy á, là mọi người biết á, là ở trên đầu mình á, nó có hai cái động mạch cảnh là máu để đưa lên nuôi trên não mình. Và thêm một cái động mạch nữa là nó nằm ở ngoài sau của gáy mình á, nó đi lên. Cho đó là khi mà động mạch mà ngoài sau gáy á, nó bị chèn. Mà thường thường nó chèn ở cái đốt C4 và C5. Và khi nó chèn á thì không những á nó chèn cái dây thần kinh mà nó còn chèn luôn cả cái động mạch đó, làm cho máu lên trên não nuôi không đủ. Mà khi nuôi đủ á thì cái cảm giác khó chịu ở vùng sau gáy như chị này nè, nó rất là khó chịu. Nhưng mà cái mà hiện tượng mà rõ nhất á
thì mình hỏi người bệnh đó là cái một trong hai cánh tay có cánh tay nào tê mỏi, thì nếu chị này chị nó có nghĩa là có đôi lúc chị ngủ đứng dậy chị nắm cái tay không được vì cái tay nó mất hết sức lực kìa. Nhưng mà cái đó là do gì? Do tràn cái cột sống cổ, nhất là C4, C5 hoặc C5, C6. Thì như vậy á, ngoài việc mà mình học chữa ở đây, ngoài việc mà mình phải vừa trồng ga, nhưng mà khi mà trồng ga xong á, nhớ một cái điều á, là tối đi ngủ á, mình dùng cái khăn đa năng á, mình lại trồng ngược như vậy ha, mình nằm ngủ, thấy không? Để chi biết không? Để cho máu nó đủ ở cái đầu sau á, nó đủ sức để nuôi lên trên. Nhưng mà cái đó chỉ là cái phần chữa ngọn thôi, cái chữa gốc á vẫn là mình phải dùng cái đai cổ ở đây để mình nâng lên. Và cái đai cổ này khi mà nâng lên á thì một ngày á mình chỉ sử dụng 2 lần thôi, và một lần á mình chỉ cần nửa tiếng là đủ rồi nha, nửa tiếng là đủ rồi. Nhưng mà cái kinh nghiệm của cái nâng cổ này á là khi mình nâng lên á thì nó sẽ có cảm giác rất là dễ chịu, nhưng nếu như mình nâng mà quá cái mức của nó sẽ làm cho mình hơi choáng váng và buồn nôn. Và nếu như mà choáng váng buồn nôn thì mình lập tức phải xì ngay liền, lập tức xì không phải là xì hết mà xì rất ít, xì chút xíu thôi, rồi xuống từ từ từ, khi nó xuống ở một cái mức vừa phải mình thấy dễ chịu rồi thôi mình ngưng lại nó. Và mình làm một ngày vậy á là 2 lần, một lần 30 phút. Thì thực ra mình chỉ cần làm liên tục như vậy trong vòng một tuần lễ, nửa tháng thôi, thì những cái triệu chứng của chị này biến mất hết. Nhưng mà không được, mình phải làm liên tục luôn 3 tháng. Trong lúc mình vừa trồn gan, vừa trồn cái gáy, rồi mình vừa làm này thì phải mất 3 tháng. Thì 3 tháng thì chị này sẽ khỏi hết một cách là triệt để hoàn toàn luôn, nhưng là thỉnh thoảng là mình sẽ bị lại. Bị lại á, là do tư thế ngồi, bị lại là do tư thế nằm, bị lại là do có nhiều khi có nhiều cái anh hôm qua là bạn tôi ông đến, ông bị cái cột sống cổ á, thì hỏi ra thì ông bị là gì biết không? Ông coi truyền hình, ông coi điện nhìn lên truyền hình này nè, mà nhưng cái bộ salon á thì lại nằm ngược rồi đó, cái ông quéo cổ ông nhìn thế nè, và nó lâu ngày thì nó bị luôn. Thấy không? Do đó là hôm nay mình học đây mình biết rồi, đi bên đây vậy là tuần sau tiếp nha, để nắm được cái nguyên lý của nó rồi để mình phải tự chữa cho chính mình nha. Sáng thứ hai 8:30 khóa đầu tiên, sáng thứ hai 8:30 cái khóa đầu á thì mình khi mình đến á, nhưng mà đừng có nói với tôi là không có thì giờ đấy nha. Ở đây á là tôi rất không hài lòng ai nói không có thì giờ. Tôi nói để mọi người hiểu luôn. Đừng bao giờ đến đây nói tôi không có thì giờ. Bởi vì cái bệnh này chữa đó là mình phải tự chữa cho mình, và một ở một cái thời gian dài, và mình phải tự chăm sóc cho chính mình. Bệnh viện không lo cho mình được đâu. Cái cơ sở điều trị họ chỉ chữa cho mình vài bữa thôi, chứ không chữa cho mình một cái thời gian dài đâu. Còn đó là tôi không biết ở bên Mỹ, tôi chưa biết cái ngành y tế bên Mỹ làm sao, nhưng mà ở châu Âu á, tại xưa tôi ở Pháp nè, rồi tôi đi dạy bên Đức, rồi tôi biết là nhiều lắm rồi. Họ cho mình á là chăm cứu không lấy tiền, hoặc là làm vật lý trị liệu giỏi lắm là 10 lần thì thôi hết rồi. Mọi người đừng có hòng mà nói bây giờ lại làm cho tôi làm tiếp đi, đừng bao giờ có chuyện đó. Mà muốn làm tiếp trả tiền nha, không ai mà bao mình đâu, thấy không? Và như vậy là mình phải tự mình chăm sóc cho chính mình. Ở đây cũng vậy, mọi người á là khi đã bị như vậy rồi á thì coi như mình vô nằm viện đi. Mình nói tôi ở đây mà bị như vậy, tôi nói thôi nhập viện ở đây đi, nhập viện 2 tháng. Nhưng mà ở đây á mình làm việc á, cái cơ sở mình làm việc không phải là cái cơ sở mà chỉ kinh doanh nghĩ tới tiền, mà là muốn làm cho thay đổi cái tư duy của những người bệnh, phải biết tự mà chăm sóc và lo lắng cho chính mình. Nè, ok. Nhà đâu vậy? Nhà Gò Vấp, được rồi, Gò Vấp mình gần đây rồi. Rồi tới là nếu mà ở đây mình làm này thì đem này mình làm. Đương nhiên, cái này mình mua là của mình. Để về mình làm hàng ngày ở nhà. Thầy mỗi lần mình đau cuộc sống cổ là đeo cái đó vô bơm.
không phải là mỗi lần mà là một ngày mình phải làm hai lần. À, buổi sáng làm lần, buổi tối làm lần. Đó là nó tê cánh tay rồi đó. Đó thì nó bị kẹt cái cuộc sống cổ mình ấy. Thì mình phải nâng lên. À, nhưng mà để muốn cụ thể hơn, tại người ta hướng dẫn cho mình coi cái tập rồi mình coi cái cách điều trị của hiện nay ở trong bệnh viện. À, thì mình vô bài học rồi sẽ biết nha. Ok, rồi người khác hỏi. Thầy, em cũng giống cô này nhưng mà em là cái vừa cái tim xoang mà nó vừa cái tiền đình khoảng 3 năm nay, nhưng mà em làm sao mà xác định được em có bị cái thoái hóa cổ sống cổ hay không? Tại có lúc đi bệnh viện này chụp nói có, qua bệnh viện khác test nói không có. Thì thật ra là khi mà bị cái rối loạn tiền đình á, yeah, là thường á là nó cũng có cái dấu hiệu của tắc cái động mạch cảnh cũng như tắc cái động mạch của ở đây. Tại vì á, là ở trong cái lỗ tai mình á, nó có một cái hệ thống gọi là hệ thống thiền đình. Mà hệ thống thiền đình nó bị rối loạn là khi nào là những cái mao mạch nó bị bế tắc và nó máu lưu thông lên được. Thì khi mà mình bơm máu lên đầy đủ thì những cái hiện tượng biến mất. Thấy không? Thành ra là mấy cái đó vẫn phải có một cái thời gian điều trị nhất định. Ha? Còn cái viêm xoang của em á là em ở đâu? Ở Thủ Đức. À, rồi em làm việc ở đâu? À, không có làm việc. Vậy cũng làm là đỡ, thì cũng có thể là em ở nhà em làm trong cái phòng của em đâu có cái bị gì mà làm cái nghề gì nữa không? À, bởi vì cái xoang á là thường thường là nó do bị ô nhiễm của môi trường là nhiều. À, bị nhỏ thì thôi, mình ráng ôm luôn suốt đời đi. Đó, cái em hỏi là bây giờ em cần phải cái đai này để vẫn phải dùng. Vẫn phải dùng. À, và em vẫn phải trường đá ở cái vùng xoang của em. Yeah. Nhưng mà trước hết em cứ dùng khăn em làm như tôi nói đi. Yeah. À, rồi em làm cho động mạch cảnh đi. Yeah. Rồi em trường đi. Rồi em chịu khó là em xông nước yeah, sôi á. Yeah. À, mà cái hơi nước sôi á. Yeah. À, em xông em hít rồi rửa bằng cái đó. Yeah. Và em trường đá. Thì tới một lúc nào đó là những cái sức nóng của cái mao mạch á, nó được giãn ra rồi nó nuôi dưỡng đàng hoàng thì mấy cái đó nó sẽ phục hồi từ từ. Thầy, cái loại nước sữa mũi cái này mây thì cái đó của Mỹ nó có tốt không? Mình rửa mỗi ngày. Cái tốt nhất là em biết gì biết không? Là em đun nước lọc đó. À, em lấy cái nước đun sôi em thấy vô cái đó là nó thiên nhiên mà nó dùng liền là thuốc sống tại chỗ, không có thuốc nào hay bằng đó. Em cứ làm đó đi. Rồi. Dạ, cái đó là phải đi dự lớp đi. Rồi ta sẽ chỉ cho mình cho nó còn. Cái hàng đó em là nó bị vướng cổ lâu rồi, nhưng mà nó cách đây là 2 năm rồi, giờ nó mổ nó bự, giờ nó bự ra thì ta chờ đá mà nó mổ chưa? Mổ một lần rồi, cách đây 2 năm, giờ nó lên phòng mổ rồi, nó sợ bỏ vợ con nó xong nó xuống rồi, giờ như là hàng ngày nó còn bự á, giờ nó che nó bị yếu gì mắt, rồi bác sĩ quyết định là tháng nữa là mổ. Theo tôi nếu mà nó quá nặng thì nên mổ đi. Mình giữa cái bú cổ á, thực ra là mà mọi người phải hiểu vậy nè, cái bú cổ á là cái đó là cái tuyến giáp tạng. Tôi loại trừ mấy cái ung thư mấy đội nha, tôi nói cái bú bình thường đi. Nó là tuyến giáp tạng. Mà tuyến giáp tạng là cái gì? Là tại vì cái cơ quan nội tiết ở trong cơ thể mình á, nó tiết ra một cái thiếu oxy. Mà cái thằng này nó làm nhiệm vụ đó, nhưng mà bây giờ á là trong cái cơ thể mình không có đủ những cái chất nội tiết vô đó, thì bắt buộc thì cái anh này phải làm việc nhiều một chút xíu. Và khi làm việc nhiều á thì cái anh này to lên, nó to lên tới một lúc là nó gây nguy hiểm, tức là nó chèn ép những cái cơ quan bộ phận khác. À, do đó là bác sĩ sẽ quyết định mổ là tại vì nó đã dẫn đến một cái sự trầm trọng rồi. Nhưng mà những cái bú khác mà nhỏ đó, ví dụ như bú mà bú cổ mà đơn thuần á, thì mình sẽ chờ đá thời gian thì nó sẽ xuống bớt. Nhưng mà là nếu là bú mà do cái tính giá trạng đàng hoàng thì mình không có thể nào chữa được, hiểu không? Tại vì á là nó là gì, phải hiểu rằng là gì, nó làm việc nhiều để tiết ra cái tuyến cái đó là tức nội tiết, tiết ra cái nội tiết tố. Mà khi làm ra nội tiết tố vì nó làm gì nhiều, nó to lên giống như cái tay mình vậy đó. Ha? Hồi xưa tôi đánh tay tennis nhiều, bây giờ tôi lười tôi không có chơi, bây giờ cái tay nó gần bằng nhau rồi. Nhưng ngày xưa tôi quýt tennis nhiều á, thì cái tay to lắm. Nhưng to cái tay đánh thôi, như cái
tay này không to thì làm sao mà bị không có đánh làm sao to được. Do đó là nó làm việc nhiều cho nên nó to lên. Nè, cũng như mình nghe mấy người bị tim to là tại vì họ thiếu máu. Thí dụ như lượng máu trong cơ thể mình 5 lít mà giờ nó bị mất máu cho nguyên nhân gì đó, chảy máu dạ dày rồi nó bị trĩ rồi nó bị lao phổi, nó ho ra nhiều chẳng hạn, rồi máu cũng gấp, thì bây giờ thay vì 5 lít máu giờ nó còn 3 lít chẳng hạn, thì cái tim bắt buộc nó phải làm việc nhiều hơn, và khi làm việc nhiều hơn để nó điều hòa hết cái lượng máu trong cái cả cái hệ thống tuần hoàn mình, thì cái tim bắt buộc phải to, cái chuyện đó là bình thường. Chứ còn nếu thành ra là muốn cho cái tim bây giờ đóng to nữa thì bắt buộc phải bù cái lượng máu đã mất vào trong cơ thể, thì tim làm việc lần cái đó nó thu lại. Ha, cũng như cái bú cổ vậy đó, thì mình phải có một cái nội tiết tố để mà thêm vô, thì khi cái nội tiết tố đầy đủ thì anh này không làm gì nữa thì nó nhỏ lại. Không có chuyện mà mọi người nghe có thầy thuốc mà nó bấm cái hết cái bú cổ, đó là lừa bịp. Tất cả đó là lừa bịp hết, không thể nào là, bởi vì về nguyên tắc về khoa học không ai cho phép một cái cơ đang bự về về mấy ông người quýnh tên nít đang to thì cái bóp cái nhỏ ra lại, làm gì có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó trên đời thì xảy ra hết đâu. Thành ra mình phải hiểu để mình tránh đi những cái chuyện mà tin một cách mê muội. Khoa học là khoa học, không thể nào đem ảo thuật vô đó làm được. Thành ra là cái chuyện của gia đình của ông, cái gia đình chị á, là nên đến bác sĩ mổ đi, tại vì nó là cần thiết rồi, không có chết đâu. Tại vì tôi nói mọi người nghe nha, mình là may mắn lắm mới sinh ra ở cái thời đại này. Cái chuyện mà giải phẫu á, nó không còn là cái ghê gốm nữa đâu, hiểu không? Nó dễ lắm, nó nguy hiểm. Tôi nhớ hồi mới giải phóng đó nha, là lúc đó mà ai mà bị tim rồi đó mà không được đi nước ngoài giải phẫu á, là sợ lắm á. Nè, mà chết nữa. Nhưng mà bây giờ ở đây mình làm được hết rồi. Nè, tại vì cái điều kiện khoa học hiện nay nó hiện đại lắm rồi. Nè, thành ra là đừng nói với gia đình đó, là yên tâm, không có chuyện gì đâu, đừng có sợ mà bỏ vợ bỏ con vô bộ đi. Nè, còn đó là đừng có nghĩ, mà phải nói với ảnh là nghĩ tới thân mình là tốt hơn. Nè, còn cái chuyện mà vợ con mình á, đừng có sợ mình bỏ. Thế, mình chết chết có thằng lo liền nha. Ừ. Rồi, ai hỏi tiếp? Rồi, mời bác. Tôi, chân tôi là khoảng là nằm á, là nó rút vân, cứng cái chân là một, thứ hai là cái góc chân muốt, muốt là khi đi nhiều thì không đau. Thế nhưng mà nằm xuống hay là ngồi thế này thì là tự nhiên mà đứng lên, là như vừa rồi đứng lên cô hướng dẫn mà đứng dẫn gót là không chịu. Đi bao lâu rồi? Một năm nay rồi. Dạ, một năm nay. Dạ. Thường thì tới tuổi đó là bị rồi. Tới tuổi đó bị rồi. Rồi tối mình ngủ á là nó bị rút nhiều hơn là ban ngày nữa. Nhất là trời lạnh. Nhất là trời lạnh. Thì bây giờ mình ở đây á, mà đi chữa cái này thì mình có cách rồi. Ở đây mình có cách rồi. Rồi trường đá nóng dùng gan rồi làm được các thứ mình có cách rồi. Thành ra bác cũng lo. Còn cái dậm gót hồi nãy bác thấy là dậm gót á, là bác thấy khó chịu nhưng mà lần lần nó sẽ ổn. Tại vì mấy cái van tĩnh mạch á, nó bị tắc cho nên nó mới làm cho mấy cái đó. Thì khi này sau này mình tập dậm gót rồi mình tập chườm đá rồi mình làm bơm máu bằng hồi nãy mình học á, thì lần lần mấy cái đó nó sẽ giảm dần. Và mỗi ngày chịu khó ăn hai trái chuối nha. Để ăn thêm hai trái chuối. Chuối gì? Chuối tây, chuối già hơn. Già. Tiêu. Mà mỗi ngày ăn hai trái thì ha, để nó bù cái lượng mà cần thiết cho cái cơ thể mình. Rồi ai hỏi nữa? Sao tôi có bị mất mổ gì nữa? Thì cái chuyện đó ai biết được, chuyện đau khổ, chuyện gì đó, chuyện mất ngủ. Nhưng mà mình ở đây là mình cứ chườm đá gan, rồi mất ngủ thì mình chườm cái động mạch cảnh thêm, thì chị sẽ dần dần ngủ được. Nên yên tâm đi. Mất ngủ bao lâu rồi? Cứ một tháng mất ngủ 5 ngày. Vậy chị làm nghề gì? Nghề buôn bán. Rồi đó, cứ tối ngày tính thiếu tiền này tiền kia rồi thằng này thiếu nợ đầu này thiếu nợ đầu kia chưa trả, trần trọc lo quá.
nên ngủ có nửa tiếng. Thôi bây giờ chườm đá lại, chườm trên chườm dưới không? Đúng rồi, chườm trên lên dưới nhưng mà chủ dưới động mạch cảnh. Rồi sao cái mặt của chị mặt lo lắng lắm, rồi chịu khó đạo Phật cái đạo cũng dám đạo Phật chịu khó tối tụng kinh rồi cho nên đó là tụng niệm rồi xin nó thôi bây giờ con cũng là tới cái tuổi này rồi cho con làm ăn cũng vừa vừa thôi, thấy không? Rồi trước sau gì cũng theo Phật hết á, thấy không? Rồi bây giờ là mình tôi cầu xin ơn trên cho tôi ngủ được ăn được cho sức khỏe tôi tốt và tôi nguyện hễ mà có ai mà bệnh tật khổ đau thì tôi hướng dẫn cho chồng đá rồi chịu khó là cảnh tỉnh trở lại mình chút xíu tới tuổi này sắp đi nè, người ta chuẩn bị đi hành trang đi rồi làm điều lành rồi suy nghĩ thoải mái chứ giờ tối ngày cứ ngồi tính tiền này thiếu 50 kia 30 lần kia chưa trả rồi này, ngày mai biết cách nào lấy tiền lại thì cái cuộc đời nó cứ làm cho mình phải băn khoăn hoài ha. Thôi nha thôi rồi xin mời tiếp. Đó, nên đây chịu khó uống nước chút xíu, uống nước nhiều lên chút xíu, rồi chịu gan, rồi chịu cổ nữa, nè. Rồi, ai mời nữa? Rồi, vậy là bữa nay cũng ok nè. Thì với cái phương pháp mà của mình á, thì nó có hiệu quả, nhưng mà cũng phải biết là cái duy trì cái kết quả đó bằng cái sự tập luyện, bằng cái tác động bằng của mình, đồng thời là đừng có quên là chườm đá. Thì mấy ngày nay mọi người ai thấy mà chườm đá có kết quả hiệu quả rồi báo cáo nghe cho mừng cái coi. Ai? Rồi xin mời. Chườm 2 tuần huyết áp bình thường. Trả lời bình thường ha. Nhưng mà tôi có một cái lời khuyên nha, là nếu như huyết áp mình mà có bình thường nữa, nhưng mà vẫn uống thuốc, đừng có gì quên. Tại sao em? Tại vì á, là 80-85% là huyết áp vô căn, không có nguyên nhân. Thành ra một cái buồn, cái giận, cái trong lòng mình cái gì đó thì nó cũng có thể làm cho cái huyết áp mình lên đột ngột. Thành ra là mình gìn giữ là tốt nhất. Nhưng mà cái mai á, là khi mình chườm đá mà huyết áp nó ổn định nè, là tại sao nó ổn định được phải không? Tại vì nó làm cho ngủ ngon. Đó. Mà trong cái điều trị huyết áp nó gọi là tam giác huyết áp, thì trong đó an thần, giãn mạch, lợi tiểu. Ha. Thành ra là khi mình chườm đá mình chỉ có uống nước nhiều chút, uống nước nhiều chút mình sẽ đi tiểu được nhiều. Ha. Rồi thứ hai là khi mình chườm nóng vô nó làm cho giãn những cái mạch máu thì nó làm huyết áp mình đỡ lại xuống. Ha. Rồi thêm cái nữa là cái chườm đá xong nó làm mình ngủ ngon, an thần. Do đó huyết áp ổn định là chuyện bình thường. Thành ra là mình phải thường xuyên làm cái đó. Và như vậy người ta nói là phương pháp giữ lửa chẹt vô chẹt ra đi, làm nóng cái cơ thể. Và như vậy ở cái tuổi mình á, là cái tuổi càng lớn lên á, thì cái chân mình thì càng lạnh, cái đầu mình thì càng nóng. Mà chân thì lạnh thì cái tuổi thọ mình sẽ giảm dần. Do đó khi mình biết cách này rồi, mình chườm vô rồi mình chườm cái lòng bàn chân nữa, và khi mà mình làm tốt điều này rồi thì mình sẽ sống thọ, hiểu không? Tại vì những cái mạch máu mà được lưu thông thì mình không bao giờ mình sợ lo cái chuyện gì đó. Ngay cái chuyện mình tật mọi người cứ dùng đi, sử dụng một thời gian cứ tự nhiên thuốc mình xa rời từ từ hết. Nhưng mà tôi có một cái lời khuyên đối với mọi người á, ở đây á, là tôi á thì tôi là tôi người đạo Phật, cho nên á là hồi nhỏ là tôi đã ở trong chùa rồi, và tôi tin thì mình chả biết tin, tại mình con nít mà biết gì tin. Nhưng mà càng về lớn mình mới thấy cái chuyện mà về cuộc đời này nó càng ngày nó càng rõ hơn ha. Và những cái mà tôi tìm ra, những cái mình đạt được, thực ra là được ơn trên hộ trì cho mình hết, cho mình sáng suốt để cho mình nhìn thấy điều này. Cũng như vừa rồi á, là cái may mắn là tôi phát hiện được cái phương pháp dùng đá để chườm gan, thì phải nói á, cái hiệu quả của nó nhiều lắm.
nếu mọi người lên mạng thấy là bao nhiêu cái kết quả. Và như vậy á, một cái phương pháp mà rẻ tiền, một cái phương pháp á, mà đơn giản mà hiệu quả cao, thì cái điều đầu tiên của mình á, là phải đem cái phương pháp này đến cho mọi người. Ha, cũng như bây giờ chị làm được cái đó thì chị cố gắng làm sao truyền lại cho những người khác, mình giúp để cứu đời. Ha, tại vì bây giờ á, là mình đi vô trong bệnh viện, mình được mà chữa bệnh á, mình phải mất rất là nhiều tiền, nhưng mà không phải một lần mà rất là nhiều lần. Trong khi đó mà nếu như mà mình dùng cái phương pháp này thì mình dần dần mình xa rời với cái thuốc men, và cái cơ thể mình càng lúc càng khỏe mạnh. Thì khi mình có rồi thì mình phải biết chia sẻ lại cho tất cả những người khác, thì đó gọi là công đức. Mà cái công đức ở đây á, thì mọi người sẽ thấy rằng khi nào mà mình sống bình thường thì mình lại không có gặp như vậy đó. Nhưng mà khi mình làm công đức thì mình sẽ gặp rất là nhiều chuyện mà bất bình, khó chịu cho chính mình. Tại sao biết không? Mình đem mình nói cho người ta nói chà, bộ cái bộ cũng tính cái gì rồi. Ví dụ vậy, bây giờ xã hội tới bây giờ nó cứ bị lừa gạt nhau rồi, nó làm đúng đúng. Người ta khi mình có cái lòng tốt là người ta nghi ngờ đi. Nhưng mà mọi người cứ phớt lờ đi ha, cứ cố gắng nói cho người ta hiểu, rồi cố gắng nói cho người ta làm ha. Rồi người ta có coi thường mình cũng dụ cho người ta làm cho được, để cho người ta có sức khỏe. Và khi ta có sức khỏe rồi thì người ta sẽ lần lần thay đổi cái suy nghĩ đó, thấy không? Cho nên ở lần đầu tôi làm tôi cười lắm, làm cái đá cho mọi người xong rồi, rồi cái xong cái mọi người nói thế này thế kia, cái tôi nói mai mốt đó nha, đừng có cho mượn đá nữa, vì có người tử tế đem cho người này cầm kia cầm thấy hay quá biết đem về để cất mất tiêu, không có giờ sử dụng đến. Nhưng mà tôi nói về chỉ cái mánh nó xài liền, mình nói tôi mua hai cục đá này ở Myanmar hay là mình mua ở bên Ấn Độ, Hy Mã Lạp Sơn, hai cục này hai lượng vàng mà chữa bệnh giỏi lắm á, rồi làm gì vậy? Bây giờ thấy gì bệnh quá tôi cho mượn tuần lễ thôi, ngày thứ 8 cũng cho mượn. Thì nó về nó ngồi nhìn hai cục đá, mẹ ơi hai cục đá này hai lượng vàng mình quý lắm, mới cho mình làm thử coi sao, bởi vì nghe mà có giá trị gì thì nó mới dùng. Nó dồn vô, ôi trời ơi sao ngon, ngủ ngon vậy nè, sao khỏe vậy? Bởi vì điều đầu tiên là ngủ ngon, điều đầu tiên là khỏe. Ví dụ như sáng thức dậy mà mọi người thấy tay chân mà đau mỏi mà đó, nhưng mà chồm vô sống sáng thức dậy không có nữa. Là vì sao? Là vì khi mình chồm nóng vậy thì cái oxy nó lên đầy đủ trên não mình á, nó làm cho đầy đủ trên cơ thể mình á. Nhưng mà cái hơi nóng nó lưu giữ trong cơ thể mình 8 giờ đồng hồ, cho nên trong 8 giờ đồng hồ nó làm cho cơ thể mình thoải mái. Nên là 9 giờ, 11 giờ mình chồm cho tới sáng, mình thấy người mình vẫn khỏe, khỏe re, ngon lành. Thế thì chồm xong đúng 7 ngày, mọi người đừng làm xin đừng nói, nó sẽ không bao giờ đã. Mà mình nói, ủa, ngày thứ 7 rồi xong đã, nói, thôi chứ mượn 3 ngày nữa đi. Là mình biết là hiệu quả rồi, thì lúc đó mình nói thật, nó nói đùa thôi, cái đá này nó rẻ tiền lắm, nhưng mà nó hiệu quả, tại vì nói sợ mọi người không tin. Cho nên là tôi phải nói vậy thôi, để là nếu muốn mua thì mua cái giá, chỉ là mua giá cho nó đúng đàng hoàng rồi vậy làm. Thì khi mình làm vậy mình sẽ cứu giúp được rất nhiều người. Tôi kể là một cái câu chuyện của anh Aysadet á, anh gọi điện thoại cho tôi hoài. Anh nói là vợ anh nói ông là cái thằng cha tào lao, tối ngày đi tiên triền tầm 7 tầm 3 ba cái vừa cục đá đó. Nhưng mà ông nói tại vì mỗi lần đi chùa ông là Phật tử thì ông cứ là giới thiệu cho hết người này tới người kia, nhưng mà một mới đầu thì ta còn nghi ngờ, nhưng mà sau đó có người trong đó họ có kết quả thì nói ô hay thiệt á, thì mấy người kia bắt đầu mới lục lục làm xong rồi thì ông này không bước vô chùa cái là mấy Phật tử bu lại ông hỏi sao nó làm sao đó. Rồi mọi người còn có người thì đến là cảm ơn, có người đến thì là chúc mừng với nhau. Thì như vậy á, là cái bao giờ cái điều đầu tiên mình nói cho ta là mình đều phải là bằng cái lòng thành, bằng cái sự trung thực, rồi mình hết lòng giúp cho ta. Thì ban đầu người ta còn nghi ngờ, nhưng mà sau khi có kết quả xong rồi thì mình giúp được nhiều người lắm. Tôi nói về để cho mọi người thấy á, mình giúp công đức á, là mình làm cho ta, cái đó là cái quan trọng nhất, chứ còn không phải là cái gì khác. Còn mình làm về chuyện mình kiếm tiền, mình kiếm chỗ khác,
chứ mình cũng đừng lợi mà nói mỗi cái cây vàng thì là chết. Ok, thế thì có gì mình cũng sẽ lại gặp lại nhau. Còn những bác nào mà học ở đây á mà mình vẫn chưa thực hiện được tốt thì mình có quyền tuần sau mình đến mình tham gia tiếp, mà mình không phải đóng học phí ha. Tại vì ở đây cũng là nới lòng cho mọi người hiểu vậy đó, để cho thấy rằng là mình chưa được hài lòng thì mình tiếp tục học để mà mình chữa cho chính mình. Rồi xin cảm ơn, rồi chúc sức khỏe mọi người. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.